Trời ơi trời, hết hồn hết vía. Tưởng đâu đi lạc vô đảo khỉ Cần Giờ. Đi đây đâu ăn mặc đồ đẹp đi ta. Hợp với đâu. Đi hợp hả? Ừ. Còn ông đi đâu cũng xách cặp mặc đồ bông túi đồ thế ấn à. Mặc đồ nhiều túi này đặng cho người ta nhét tiền vô chứ gì. Ai nhét tiền? Thì dân. Xin lỗi với ông. Ông hỏi toàn bộ cáp này đi. Tôi làm việc như thế nào? Đôi khi thấy người ta nghèo tôi còn móc tiền tôi cho ngược lại. Mắc cười ông quá à, ông ba. Rồi tôi hỏi ông đi đâu mà mặc đồ bốn túi. Đi họp chứ đâu. Ông họp gì? Công ty. Còn ông họp gì? Công ty. Về hưu rồi công ty đó họp. Về hưu có tiền không biết mở công ty tư nhân hả? Tư nhân sao? Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Với ai? Cô Tư Mập. Trời ơi. Tôi làm giám đốc, cổ làm phó giám đốc, được không? Thôi ông ơi, cái vụ mà cái phòng VIP chứ gì. Ủa sao biết hay à? Thôi đắp mền đi. Cái phòng đó là cả như đắp mền. Cái chuyện này là ông có làm dính dấp với cô Tư được đâu. Đây nè, tôi sắp mở đó. Là công ty hai thành viên với cô Tư Mập mà cổ đồng ý rồi. Tôi sẽ mở quán ăn ba miền đó. Thôi phá sản đi. Gì? Bỏ tiền vô chi rồi cũng phá sản à. Tại sao? Vùng của mình là cái vùng nông thôn, vùng sâu hao mà ông mở ba miền đó, rồi cái miền ngoài ai vô đây biết cái quán ông mà ăn đó, rồi để ba cái đồ ăn giết rồi nó hư nó thúi hết rồi cũng quăng bỏ à. Bởi vậy cái đầu óc vậy hèn chi, nuôi bò sữa là chết, phá sản bị đuổi ra khỏi công ty. Không dám đâu. Đây nè, món ăn ba miền là món ăn độc lạ. Người ta tới người ta ăn, người ta sẽ thấy là cái món này ngon, cái món này dở, người ta ăn thử người ta biết, ta mới vô ào ào mới hốt bạc được. Trời ơi, ào ào, người đã đành vậy rồi, nhưng mà đâu có cái người miền ngoài đâu mà vô đây mà ta ăn. Đâu phải là mẫu quán ăn mà bán cho miền ngoài đâu. Nội cái xã mình thôi, tôi nói cho ông nghe là lại cái đó là cũ rồi, nhưng mà cái xã mình là mới. Người ta lợi, người ta ăn món này cho biết, món kia cho biết. Ăn ngon người ta sẽ tới ào ào là hốt bạc. Trời ơi, ông quên rồi. Bà con mình ở đây nè, người ta ăn quen cái món dân dã của người ta rồi. Người ta ăn vậy đó, ông làm món lạ, ai biết ăn màu lạ, ông thấy như cá không? Ông nuôi cá ông cho ăn cái món này quen rồi nè, bây giờ ông thảy mồi khác chứ. Rồi, nó lắc đầu, lắc đầu. Tôi nói cho ông nghe là cô Tư chỉ làm việc với tôi không làm việc với ông đâu. Đừng có mong. À, ông đừng có mơ, cô Tư mới làm việc với tôi nè. Ông ngon dám vô gặp cô Tư với tôi không? Trời ơi. Ủa? Đâu không thấy mà sao nghe tiếng tru à? Ông nói ai tru? Nói tụi chó hả? À, đó ông nói à. Ờ nhắc tới chó tôi mới nhớ nghe. Tôi cho ông biết nghe, gấp này hết chó là do ông đó. Gì tôi? Thấy không? Ông á, tụ tập dụ dỗ mấy cha nông dân đây nè. Bữa nào cũng nhậu thịt chó nghe. Tôi nói hết chó là do ông đó. Bởi vì ăn chó nhiều đó, bây giờ mở miệng ra là chu đó. Thôi im đi, đừng có nói nhiều. Đi vô gặp, đi qua quán cô Tư gặp tôi đi. À, đi chứ. Rồi, nãy giờ là ba anh em mình họp cũng đã lâu và khá là mệt rồi. Bây giờ em thống nhất vậy ha, là theo ý kiến của cả hai anh luôn. Bây giờ ý kiến nào thì ý kiến một cái thôi, bây giờ hai cái sao được. Theo ý kiến của tôi đó, bây giờ trước niên đó là mình sửa cái mặt tiền cái quán lại cho nó sạch sẽ, sơn phết rồi lại cho nó đẹp đẽ. Rồi phía bên trong đó cũng phải cho đẹp, thấy không? Phải có phòng bếp, máy lạnh rồi này kia nọ. Bây giờ ai muốn ngồi ngoài thì ngồi, người ta có tiền thì người ta vô phòng máy lạnh đó. Phục vụ cũng phải đẹp, nấu ăn cũng phải đẹp. Thì bắt mắt người ta thì người ta vô ta ăn thôi chứ mà quán mà lẹp xẹp thì làm sao được. Người ta vô người ta ăn là cái phòng lạnh đúng không hả? Ta vô ta ăn cái đẹp hả? Người ta vô ăn thức ăn. Trời ơi, tôi nói khách bây giờ nó khác hồi xưa dữ lắm. Nó giống như cái điện thoại nè. Đây là cái điện thoại đây đó. Điện thoại. Rồi, đấy, dạ. Cái đơn giản cái điện thoại hình chữ nhật nè. Dạ. Đó, chỉ cần chọn ngón tay vô. Chọn vô. Ủa rồi liên quan. Nó thông minh. Ủa, thì khách bây giờ là rất là thông minh. Nghe lời tôi đi. Mở món ăn ba miền. Bây giờ vậy là mình phải làm một cái món ăn ba miền. Món gì cũng có. Phải vậy. Đó, ngồi nhậu á, ta không cần mà phòng lạnh đâu. Trời ơi, mấy dân nhậu tôi lạnh lắm. Mà ngồi lề đường nhậu cũng được. Đây nè, đây đặt được hai bàn rồi nè. Đó. Nhưng mà cái này nó lạ. Cái này nè, cái vách này nó lạ nè. Người ta khoái ngồi vậy, ta coi cảnh trí rồi chơi vô đó làm cái gì tôi thôi. Trời đất ơi, thời đại bây giờ rồi ông ba ơi, bây giờ người ta đó phải đẹp, đập vô mắt người ta. Tôi nói cái quán cho nó đẹp rồi đó, uống trà đá người ta cũng vô đó chứ đừng nói chi ăn. Tôi nói anh nghe nè.
tôi nói á là bây giờ đó anh làm cho quán đẹp đúng không? Ừ. Cái bàn trước là đẹp rồi, người ta vô mà cái tôi vô ta ăn không ngon, đồ thức ăn không ngon thì người ta đâu có vô nữa. Mình muốn người ta vô dài dài đó, vô cho chỉ cần ha, ta đưa người ta là cái là biết thông minh rồi, khách thông minh mà, người ta lên được thức ăn đó phải đem ra. Thì tôi nói ông đó, bây giờ thức ăn ngon thì đã có thợ nấu ngon rồi, đã đồ đạc mình đã có đặc sản ở đây rồi, thì bây giờ mình chỉ cần làm cái đẹp thôi, còn thức ăn ngon là phải ngon rồi. Nhưng mà đồ ăn phải ba miệng. Ba miệng cái gì mà ba miệng, bây giờ đã làm một miệng thôi, cái dân của mình ở đây người ta đã quen cái khẩu vị của ta đây rồi, ba miệng cái món lạ, mùi lạ sao ta ăn được. Vậy mà ta thích rồi sao? Sao anh biết ta thích? Tôi ăn dân ăn nhậu tôi biết mà. Ông có ăn nhậu không? Thôi đi trời ơi, nói thiệt luôn á, đã người ta rối rồi người ta mới cần hỏi ý hai anh, rốt cuộc hai anh qua đây còn làm tôi rối thêm nữa. Bây giờ cô nghe lời tôi đi, cô làm cái gì đi? Bây giờ cô cứ nghe lời tôi làm món ăn ba miệng của tôi đi. Tôi vốn nhiều, cô nghe lời tôi đi. Nghe lời tôi đã. Thôi trời đất ơi, muốn nổi điên luôn vậy đó. Người ta kêu hai ông qua đây là để hỏi ý, mà một ông á thì đều đẹp, ông đều ngon, đẹp ngon đẹp ngon đẹp ngon, họ nhỏ rối trơn à. Tôi mới nói nhiều bây giờ dẹp. Vừa lòng chưa? Tại ông á. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi sao lại né tôi hoài vậy? Vậy đừng có nắm tay tôi, người ta thấy kỳ lắm mà nghe. Cả người ta, Lan. Gì? Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói, yêu mãi nghe anh. Em yêu anh chân tình, nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Đừng cắt tóc nữa, để tôi cạo đầu tôi đi tu trước. Tự nhiên ta đang vô ngọt chứ cái vô ngang không không à. Gặp tôi làm chi nữa, ngày mai mấy người đi lấy vợ rồi. Mấy người cũng biết rồi, tôi yêu có mỗi mấy người thôi, không gặp mấy người gặp ai bây giờ. Yêu mình tôi rồi 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 rồi, rồi mận gì chân liễu nó có bầu. Bị gài chứ bộ. Gài. Thánh thần ơi, anh đó nghe, anh là cái người hả, là ăn học tử tế nhất cái làng này á. Anh không gài người ta thôi chứ mắc gì người ta gài được anh hả? Đi gài thì chứ bộ, chuyện nó dài dòng quanh co ngặt nghèo, éo le lắm. Bữa nào rảnh kể cho nghe. Thôi bỏ ra đi. Tôi đi luôn. Đi đâu vậy? Tôi đi đâu trời? Tôi sao? Cái gì vậy? Tôi đi chùa. Đi chùa thiệt hả? Đi chung. Tôi cũng đang muốn đi chùa đây nè. Tôi đi chùa rồi, tôi xin qua cái kiếp nạn này nè. Cười mắc gì anh đi chùa làm chi? Tôi cũng đi chùa để xin qua cái kiếp nạn này. Kiếp nạn gì? Nghĩ sao? Đi lên thành phố học á, mới có 1 tháng mấy à. Mà bây giờ á, trong đầu không có chữ nào hết trơn. Sắp thi học kỳ tới nơi nữa. Trong đầu giờ có một chữ duy nhất thôi. Anh ở An Lợn Lan. Không có chữ nào khác luôn á, rồi sao Tí? Chính vì vậy mới đi chùa chứ. Đi chùa để xin qua kiếp nạn, để cho thi đậu, để má đừng có đông tiền, đi học tốn tiền lắm. Thần thiên địa ơi, rồi nãy giờ rồi tôi tưởng anh là xin qua kiếp nạn để mà đặng ở được ở chung với tôi. Rồi anh xin qua kiếp nạn là để anh thi đậu ha. Chứ giờ nhà nghèo quá, đóng tiền ngoài chết luôn á. Ôi anh có biết là suốt cái khoảng thời gian là anh đi học với tôi nè, tôi là cái đứa là chăm lo cho má anh nè, anh biết không? Anh có biết là hả, tôi nè, tôi là cái đứa chăm sóc cho má anh từng miếng ăn giấc ngủ đó. Sáng dậy là có sẵn tô mì gói cho má anh rồi, chưa canh đúng 12 giờ cái bon là nấu 1 gói mì nữa. Tối cái chuyện bả đói là nấu thêm gói nữa, nhiều khi bả đói đói giấu bả 2 gói luôn. Mà thấy là tôi bận cỡ nào bận là má anh gọi cái là có tô mì gói cho bả liền à. Anh không biết gì hết trơn á. Biết sao không biết, xa quê có 1 tháng mấy về nhìn mặt má mụn không là biết rồi. Vậy tôi nấu anh không cảm ơn tôi, anh còn nói vậy nữa.
Đứa nó cảm ơn chứ bộ, có ai nói gì đâu mà tại ăn mì gói nhiều nóng nó mụn, có ai nói không cảm ơn. Ôi mệt quá, đừng lại gần, đừng cho tôi gặp mặt anh nữa. Đi đâu rồi Yên? Tôi đi chung chơi. Đi đâu? Tôi đi lên chùa mà. Trời ơi, đừng có đi, đừng có đi mà, đừng có đi mà. Có đi thì đi chung. Sao bỏ tôi lại mình vậy được? Đừng có cạo đầu, đừng có đi tu được không? Cái gì nó cũng có cách giải quyết chứ bộ. Giải quyết gì nữa mà giải quyết. Tôi có cách này nè, nó gọn gàng lắm. Muốn nghe không? Rồi nói đi. Có muốn người ta được hạnh phúc không? Thì nếu mà người ta hạnh phúc thì cách gì rồi tôi cũng làm được hết trơn á. Đó, vậy mới đúng là Lan của tôi. Rộng lượng, cao thượng, đơn giản lắm. Bây giờ á, hai người mình chia tay thì sẽ có được bốn người hạnh phúc. Mình cứu người á. Anh nói cái gì rồi cho tôi dễ hiểu hơn được không? Đơn giản lắm, như tôi với Lan chia tay là có bốn người người ta được hạnh phúc. Mình đang phước lành cho người ta đó. Trời ơi, vậy mà anh cũng nói nữa hả? Mà có hiểu chưa vậy? Lấy là anh đi lấy vợ, tôi đi lấy chồng chứ gì. Đúng rồi. Hai người thành bốn người chứ gì. Đó, vậy là mình đang làm phước lành cho người ta được hạnh phúc, mình cũng phải vui chứ. Anh ban phước lành cho người ta, sao anh không ban phước lành cho tôi đi? Trời, rồi nữa đi nữa, mỗi lần nói là đi rồi, đừng có đi nữa mà. Vừa nghe tôi nói nè. Anh hạnh phúc một mình anh đi. Không có được đâu. Anh đẹp. Ủa, hay quá ha. Ngày mai là anh cưới tôi rồi mà còn ra đây hốt củ chót hả? Đó không phải. Cái gì? Nói gì vậy? Nói gì? Nó không biết cái gì? Nè, nói cho anh nghe, tôi có bầu rồi đó, không phải giỡn đâu. Còn cô á, làm ơn đi, là phụ nữ thì giữ cái lòng tự trọng của mình lại. Nghĩ làm sao vậy? Ngày mai người ta lấy vợ rồi mà còn đi rù quến chồng bầu, người ta. Bầu của ai vậy? Bầu của ai? Bầu của ai? Một mình tôi chắc tôi tự có bầu được á. Nè, tôi nói cho cô, đừng có hòng mà giật chồng tôi nghe chưa. Tính đập chậu cướp hoa hả? Tắm thớt me. Cô á, tắm thớt me. Nè, nói người ta nhìn lại mình, mình không hơn gì người ta hết. Trời ơi, nhìn kỹ lại đi nha, tôi sao? Cũng hơn cô đó nha. Trời, ít ra là tôi cũng lụng hơn cô đó chứ bộ. Mà cô nói gì vậy? Sời. Cô khỏi sời. Nè, tôi nói cô biết nha, hồi nào giờ á, tôi với anh Điệp ở trong cái làng này ai cũng biết tụi tôi là một cặp hết trơn á. Cô á, cô đâu cô nhảy vô tôi á, tôi không thèm giật lại nữa là cô biết rồi đó. Cái gì không thèm giật lại? Ủa, có lộn không vậy ta? Không thèm giật lại hay là không giật lại được? Xui ghê á, tại nghèo á, xui quá à. Tự nhiên cái sinh ra cái nghèo cái không có giật lại được. Nè, nói cho cô biết nha, gia tài của nhà tôi á, mua 100 anh Điệp, 1000 anh Điệp còn được, huống hồ là một mình anh Điệp. Trời. Ê, con anh đi về, anh đi về liền cho tôi, đừng có mà gặp cái thứ này. Trời ơi, đi về. Đừng Liễu ơi, cho tôi nói với Lan một lần cuối nha. Cái gì? Liễu muốn đánh muốn đập gì tôi cũng được, sao cũng được á, muốn hành hạ sao cũng được, tôi cũng chịu hết. Mà cho tôi chở Lan đi chùa lần cuối đi rồi tôi về. Xin chở đi chùa lần cuối? Ô, phải không vậy trời, ngày mai lấy vợ rồi đó. Thì lấy vợ mới chở lần cuối á, rồi về liền à. Vậy thì bây giờ anh lỡ nói như vậy rồi, chẳng lẽ em không cho anh đi? Không lẽ em thì em không có phải kiểu đánh người, em không bao giờ đánh người hết. Bây giờ lỡ mà có làm một cái điều gì đó mà em khó chịu á, em sẽ dồn lại em đánh một người khác. Ô, đánh ai vậy? Đừng nghe. Trời, chở đi. Cô đánh thử đi. Thôi thôi mà. Tôi không biết cách đánh lại. Thôi, chở đi chùa đâu có làm gì đâu mà. Nè. Quấn người. Nè. Hai người bình tĩnh lại. Tôi nói tôi đánh một người khác. Tôi đâu có nói tôi đánh cô ấy. Làm gì anh che chắn dữ vậy? Nè, anh nên nhớ là tôi là vợ anh chứ không phải cô ta nghe. Đứng lại đàng hoàng coi.
anh làm như vậy là người ta nghĩ tôi là con ác phụ, không phải là người phụ nữ tốt. Anh có nghe cái câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước không? Có nghe, có. Quen lắm mà, đúng không? Có đi học mà. Ừ, anh là đời cha đó, là ăn mặn đó. Ừ, ở đây khát nước lắm nè, chắc tôi ký đầu nó quá. Đừng, làm gì làm. Thai nhi nó có tội lỗi đâu, đừng có đánh thai nhi mà. Không đánh thai nhi đúng không? Em đâu có nỡ mà đánh con của mình. Anh đâu có nỡ mà để con mình khát nước đâu đúng không? Đúng rồi. Thì như vậy là anh hiểu ý em chứ? Ngoan quá à. Đi về. Cái xóm nhà nghèo. Bye bye, đi về nha. Lan. Thôi về đi, nhịn mặt là biết hèn rồi. Cho tôi nói lần cuối đi mà. Nói gì? Lần khác mình đi chùa nghe. Thánh thần thiên địa ơi. Gọi đàn ông là vậy đó hả? Lan, ăn đi lẹ rồi về con, cho Sáu còn nghỉ nữa. Này là sao đãi? Ăn lẹ rồi về con, không lẽ mày ngồi đây hoài sao Lan? Sáu. Thì Sáu đây. Sao cho con ngủ lại đây đêm nay được không? Cái gì vậy Lan? Con không biết đi đâu. Thôi con ấy không mấy, mình về hay mình đi đâu đó đi. Chứ bây giờ Sáu bán cả ngày, Sáu mệt lắm thiệt, tay chân rã rời, người ngợm hôi hám, tôi phải tắm rửa đặng ngủ sớm mai chứ da mặt đẹp rồi còn đi đám cưới thằng Điệp nữa. Cái gì vậy? Điệp nó có mời đám cưới bay mà sao bay khóc? Bay có đi không? Cái tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng đó hả? Đúng rồi. Con xé thiệp mời rồi. Mày cục súc dễ sợ luôn á. Ấn mừng thôi, làm gì xé cái thiệp mời người ta. Mà tao nói thiệt, bay cũng kỳ. Ít ra mình cũng là bạn bè, chơi với nhau như thanh mai trúc mã. Từ hồi nhỏ xíu cả chuồng tắm mưa, cả một quãng đời tuổi thơ của mày gắn liền với nó. Cũng là hàng xóm láng giềng, mình đi không đi thì mình cứ để im đó. Mà tao nói thiệt, bay không đi chắc nó buồn dữ lắm à. Sao? Thôi nha. Sao? Không có cho ở đây đâu. Không. Sao nhìn kỹ con đi. Con đang khóc. Mày khóc cái miệng mày xấu ghê. Nhưng mà con bình thường con cũng hơn con Liễu đúng không sao? Đẹp. Con đẹp hơn con Liễu. Con Liễu nó chừng 5 nút, bay là 15 nút. Nhưng mà sao anh Điệp anh bỏ con? Thì nói chung là mình đẹp thôi chưa có đủ, con hiểu không? Đời mà đôi khi bay còn thiếu nhiều thứ mà con Liễu nó có mà mày không có. Sao nói rõ hơn đi. Con thiếu gì mà con không có, con Liễu có. Thì rõ ràng thì nhà con đâu có giàu bằng nhà Liễu. Con trong trắng quá, suy nghĩ đơn giản quá. Còn con Liễu nó mưu mô xảo quyệt. Ba má nó cũng xảo quyệt luôn. Còn ba má bay chân chất thật thà, thua mấy điểm đó rồi à. Nhưng mà theo Sáu nghĩ thì bây giờ con phải làm sao để anh Điệp quay trở về với con hả Sáu? Làm cách nào anh Điệp quay về hả? Dạ. Ta đâu có biết. Thì giờ nó vậy thôi, mẹ ăn đi, hỏi ông vòng tao có biết gì đâu. Trời ơi. Sao ơi? Quán nghỉ bán rồi. Sao rồi sao? Quán nghỉ rồi. Ê nè Hiền, Sáu nghỉ bán rồi, hai đứa tụi con về giùm Sáu đi. Sao rồi? Sao mở lòng ra Sáu bán thêm, bữa nay hơi khuya chút. Trời. Cho con xị rượu ơi. Chứ giờ mà Sáu không bán thôi chắc có lẽ là con nằm đây con ngủ luôn á. Hay là Sáu cho con ngủ đây đêm đi. Ôi bậy bạ. Con không có vô nhà Sáu ngủ đâu, con ngủ đây thôi. Trời ơi, bây giờ con thì sao? Cay đắng lắm Sáu ơi.
gì nữa. Hết con này rồi tới mày giờ sao? Mày bị cái gì? Lan chứ ai? Lan à? Ừ. Trời ơi là trời. Đã buồn còn gặp nản luôn. Mà thôi bây giờ để con nói sao nghe nè. Buồn. Con nhỏ người yêu của con á. Con nhỏ mộng tình Lan của con á. Là con Liễu á. Con Liễu? Dạ. Nó làm gì? Mai đây nó đi theo chồng rồi. Ừ đúng rồi. Con còn sống để làm gì? Trong khi con là mộng tình Lan của nó mà. Cái gì? Ê kìa kìa. Ủa hốt, anh Hiền. Anh mới nói gì? Tôi nói tôi là người tình mỗi đêm của con Liễu. Trời ơi. Ủa? Nhưng mà buồn có một cái là tại sao nó không chịu công bố cho người ta biết. Mà bây giờ nó lại phủi tôi. Xong rồi nó đi cưới với Điệp. Là sao? Đang sao hả? Đang buồn vụn Điệp. Anh không biết gì hết trơn á. Anh Điệp với con Liễu có bầu với nhau mà. Chuyện có bầu với nhau là chuyện bình thường thôi. Không có gì mà phải lo ở đây hết. Có bầu thì giờ tôi cũng muốn có cái bầu để tôi giật lại anh Điệp. Không mấy anh làm cho tôi cái bầu đi. Mày đừng có. Ai có bầu? Liễu có bầu với anh Điệp. Tại sao có bầu được? Tại sao có bầu với Điệp được? Thế gì? Liễu có bầu. Ê, bể bàn. Liễu có bầu sao ơi? Cái gì vậy? Bỏ cái ghế xuống, có làm gì đâu mà làm gì vậy? Sợ anh đánh tôi quá. Trời ơi, đi ra đây, ra đây. Tôi hỏi nè. Ê, cho nghe với. Cái thông tin là Liễu có bầu là tại sao mà Lan biết? Thì con Liễu nó nói. Sao cũng biết nha. Là nói là có bầu với ai? Điệp. Vô duyên quá. Cái gì? Có bầu với Điệp mà anh mừng là. Yên tâm, Liễu có bầu, tôi sẽ có vợ và Lan sẽ không mất Điệp đâu, đừng có lo. Lan sao? Nói gì vậy? Không hiểu. Không hiểu à? Không. Hãy đợi đó. Sao vậy? Sao giờ còn đứng ở đây vậy? Tại nắng quá. Nắng quá? Nóng. Nóng hả? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Anh cưới được tôi là như chuột sa hũ nếp vậy đó. Bây giờ anh đâu có cần phải đi học nữa đâu. Nhà tôi mua bằng cho anh rồi. Mua bằng xong làm gì? Về nhà tôi, nguyên một cái cơ ngơi một mình anh quản lý. Anh còn muốn cái gì nữa? Phải không? Bữa đó, hình như không phải tôi. Bữa nào? Hả? Cái gì? Anh tính nói gì không hiểu nè. Cái bầu đó. Ủa? Cái bầu không phải của anh thì của ai? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Thật ra cái hôm đó tôi cũng chẳng biết là của ai cả. Nhưng mà Tía của tôi đã nói là tôi ngủ với anh. Thì bây giờ tôi chỉ cần biết là anh là chồng của tôi và anh là cha của con tôi. Vậy đi. Tự nhiên cái tự nói cái là vậy luôn hả? Ngộ vậy? Có gì ngộ nè. Giờ tôi kể lại sự tình hôm đó cho anh nghe nha. À. Hôm đó là tía má tôi mời anh qua nhà tôi ăn chơi, đúng không? Là anh mới đầu anh nói anh không biết uống rượu. Mà ai đời đâu đã không biết uống rượu mà uống cho cố vô. Rồi xong uống cho cố một mình thôi. Còn rủ má tôi, rủ tía tôi uống. Xong á, đấu ha. Còn tôi, anh rủ tôi uống luôn. Xong nguyên nhà say xỉn bét nhè luôn. Bây giờ tất cả mọi chuyện dù sao thì nó cũng đã đổ rồi. Thì bây giờ anh phải đi theo thôi. Bây giờ anh là chồng của tôi. Bây giờ nhiệm vụ của anh là qua đó rước tôi. Mà bây giờ anh còn không rước là tôi phải qua đây tôi rước anh luôn á. Kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy mà kỳ? Nè, tất cả mọi chuyện nó đều ra hết rồi. Nó đều có cái sự tình hết rồi. Bây giờ anh là phải đi theo thôi. Tại vì biết sao không? Bữa đó xỉn quá đâu có nhớ gì đâu. Nhớ đâu ngủ cơ mà. Bây giờ anh tính chối hả? Trời đất ơi. Ê, bình tĩnh đi. Ôi, đừng. Thay nhiên đâu có tội lỗi gì đâu, tội nghiệp. Ý là bữa đó tôi nhớ tôi xỉn. Mà xỉn mà ngủ thì đâu có làm gì đâu, đâu phải tôi. Tôi đâu có làm gì đâu. Đúng rồi.
đây chỉ là một sự hiểu nhầm. Anh không phải là người làm. Anh không phải là người làm đâu. Ai vậy? Ai vậy? Hả? Người ấy là tôi. Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Chào anh. Nè, hôm nay đám cưới của tôi đâu mời anh đâu. Thì đúng rồi, đám cưới mà, đúng không? Ờ. Đâu cần mời tôi, tại vì tôi là nhân vật chính. Cái gì? Cái gì là cái gì? Cái gì? Em tưởng đây là chú rể à? Anh tưởng anh là chú rể à? Không, tôi không có tưởng. Đúng rồi, anh không phải là chú rể. Ờ. Mà xin giới thiệu với anh. À, sao em ngạc nhiên vậy? Em có cần phải nói gì điều gì không? À, anh có bị gì không vậy? Bị gì? Anh bị gì vậy? Anh bị nè, gì? Anh nói gì anh hiểu, anh nói gì không vậy? Hiểu chứ. Nè. À. Đây là Điệp. À. Đây mới là chồng tôi. Điệp là cái người mà để hốt giỏ thôi. Cái còn gì? Người ăn ốc là ai? Là tôi. Tôi là người ăn ốc. Ê. Gì? Đừng nói bậy bạ nha. Thôi. Bậy bạ là sao? Ở đây không bậy bạ đâu. À. Anh nói là sao? Tôi là người ăn ốc, còn anh là xém hốt giỏ. Xém hốt giỏ? Đúng vậy. Quán thang kêu trời ơi, trời ơi. Tại sao cô gạt tôi hả? Tại sao cô gạt tôi? Hả? À, cô biết cái chuyện này là một chuyện rất là quan trọng hay không? Đám cưới là cả một đời người. Tôi đã nói là tôi xỉn, tôi đâu có biết cái gì đâu. Ba má cô ép tôi uống, rồi cô cũng ép tôi uống. Tôi không biết uống rượu, rồi cứ đem rượu ra rồi rượu tôi uống. Uống rồi tôi xỉn mà là người xỉn, nó quá cần câu có làm gì đâu, đúng không anh? Đó, chính vì anh không làm tôi thấy ổn quá tôi mới nhào vô tôi làm. Đó, đâu phải là tôi. Cảm ơn anh, đa tạ anh, đa tạ anh rất là nhiều. Không, đừng đa lễ, à, như vậy không tốt nha. Trời ơi, anh phá lại cái đám cưới của tôi rồi, tôi giết anh chết bây giờ. Nếu em đã nói muốn giết anh thì cứ bóp cổ cho anh chết đi. Ôi ơi, chê, khoan, em là cái đầu ông. Tức chết. Cho dù em có bóp cổ anh chết hoặc là em có đâm nát tim anh thì anh vẫn khẳng định một điều, đây chính là con anh. Sao anh chắc chắn đây là con anh? Trời ơi, em đừng nói một mình anh không phải nha. Đừng nói có thằng nào ăn ốc trước anh nha. Trời ơi, không lẽ anh chỉ mới lễ thôi mà thằng nào ăn? Chưa chắc anh là chính chủ nữa hả? Câu chuyện ghê vậy. Cái gì vậy? Lan, tôi nghĩ là con của anh á. Sao cô biết? Không phải anh đợi đi, bà Liễu bà đẻ ra cái sai mà chân ngắn cụt cụt đó là của anh á. Đó là chồng của tôi đó. Lan. Anh nói rồi, không phải của anh đâu biết chưa. Em biết mà, anh không có ăn ốc nên anh không cần đổ vỏ đâu. Đúng rồi. Anh đừng có lo, mình phải sống với tình yêu của mình thôi. Bây giờ mình phải về với hạnh phúc của mình. Thôi mình đi lại, mình đi lại. Đi. Đi. Chúc anh hạnh phúc nha. Bye bye. Anh đợi đợi anh. Anh nè. Thôi mà người ta nè đâu mà khóc gì. Còn anh ta phải thôi. Cái chuyện này nó ghê lắm. Dạ. Cái gì vậy? Cái chuyện gì không ghê hết, cái mặt bà thấy ghê. Trời ơi, đang nói về cái vấn đề tâm linh. Trời ơi, cái hệ này là hệ tâm linh nha. Ngày xưa bà biết là có thuyết âm mưu, bây giờ là có thuyết tâm linh. Bà hiểu không? Ngày xưa ở đây là một khu đất cực kỳ là yên tĩnh. Mọi người sống với nhau rất chan hòa và hạnh phúc, yêu thương đùm bọc với nhau như cùng một gia đình. Tối lửa tắt đèn có nhau. Và hàng bao nhiêu năm trôi qua thì cái điều tốt đẹp đó vẫn mãi tồn tại. Nhưng chỉ duy nhất một điều, đâu đó lẫn khuất, nhất là ngay cái khu vực mà từ cái chòi nhà của hai đây, biết không, dài cho tới phía sau đất hàng bao nhiêu là hecta như vậy, thì trong đó nó có một vấn đề xảy ra. Mệt mà quá, nào cũng một vấn đề hoài à. Định nhát định hù người ta chứ vậy, tôi không có tin đâu. Trời ơi, đâu phải một mình tôi nói, có nhân chứng vật chứng, người sống làm chứng đàng hoàng. Nhớ thằng Hai không? Thằng Hai Đẹt. Ừ. Đó đó, bé Đẹt đó, bé Đẹt đó. Sao? Hay đi nhậu xỉn, đúng không? Rồi hay đi ngang đất mà cái dòng mà nhậu thì hay tè bậy. Nó mắc đâu có kiểm soát được, phải giải quyết liền. Nó đi ngang cái chỗ đó làm như có người khuất mặt khuất mày hay sao á, cái bắt đầu cái làm bậy làm bạ. Về tôi không chưa kịp về tới nhà, vừa mới là làm cái gì đó một phát là người ta hiện lên một cái, vừa chạy vừa khóc vừa la, mà về tới nhà người thì lấm lem mà tinh thần hỗn loạn tới bây giờ khùng khùng điên điên, đi khám bác sĩ tìm không ra bệnh luôn mà. Thôi bây giờ mà cứ mỗi lần mà
dắt đi ngang cái khu đất đó là chỉ có chạy và khóc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mà nhiều khi không kiểm soát được bản thân. Mà chưa hết đâu, chưa hết đâu, đừng bao giờ đi ngang khu đất đó lúc 4 giờ chiều. Bởi vì sau 4 giờ chiều là giờ âm khí tích tụ. Ở trên khu đất đó vắng que à, không có người. Mà khùng quá à, cái lô đất đó đó vừa nãy vắng mà. Thì đúng rồi, nó vắng nhưng mà nó không hề vắng. Thấy cái đau mấu chốt à, cái mấu chốt nó mâu thuẫn vô đó. Làm sao, nghĩ sao vắng mà không vắng? Rách. Nó vắng nhưng mà nó không hề vắng là bởi vì sao? Không có một bóng người. Nhưng ở đó có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn nhau. Và những trái tim đã ngừng đập rất lâu rồi. Ở khu đất đó nhiệt độ có khi xuống còn âm độ C. Mọi người đi qua đi lại, có người màu trắng, có người màu đen, có người màu đen, và cũng có người màu đen màu trắng. Và có những người có nhiều màu đi lướt ngang nhau nhưng chân không hề chạm đất. Bà thấy gì chưa? Ê, thấy rung à. Trời ơi, tôi không thấy ma, tôi thấy má tôi la rách áo, áo mới mai mà. Thôi đi ra đi, ra đi. Trời ơi, ngồi gần tôi đi. Thôi. Gì? Cái gì vậy? Nhưng mà tôi nghe đâu á. Sao? Cái lô đất đó mai mốt người ta làm trung tâm nông nghiệp, giá trị dữ lắm á. Tôi biết rồi, tôi đang lo cho cái sự an nguy của những cái người mà sau này mà vô trong đó rồi sinh hoạt là làm việc ở trong đó, hiểu không? Tại vì khi mà chúng ta làm phật ý của người âm thì người ta sẽ không tha cho mình đâu. Bằng mọi giá họ sẽ lôi kéo mình theo. Và trước khi lôi kéo mình đi theo con đường của họ, họ sẽ cho mình thấy những cái gì đó ghê gớm nhất, hoảng sợ nhất, kinh dị nhất và ám ảnh nhất. Trời ơi, những cặp mắt nhìn nhau, những thân hình lạnh toát, những bàn tay cứng nhắc, đen thui, nhớp nhớp đụng vào người ta, lôi cả ta lôi ra ra giờ lùm vào mũi, bắt nhốt lại nhét đất sét vô miệng bà đó. Bà biết không? Trời ơi, tôi nói thiệt luôn, thằng hai đẹp mà nó còn sợ nữa đó. Ê, nhà bà mà đi muốn đi qua, đi về nhà bà phải đi ngang đó, bà nhớ đi đường vòng nha, bà đi đường thẳng có ngày nó bắt bà bỏ vô trong bụi đó. Nó nhét đất sét vô miệng bà đó. Mà cái dòng mà chưa có gia đình á, con gái còn nguyên á, nó khoái lắm. Đi ngang đó, coi chừng đó, sẽ có những ánh mắt ánh mắt sẽ nhìn bà, những bàn tay sẽ nắm lấy bà, những thân hình lạnh toát sẽ ngồi gần bà, sẽ ôm bà. Cái gì vậy? Ủa, thấy có gì đâu ghê? Vậy mà cũng tin tôi nữa. Kệ, ráng tin đi. Hèn, cảm ơn. Ủa rồi nước ai trả tiền? Ê, rồi mày về ra ai trả tiền nước? Chú Hai ơi, chú Hai. Ê, chú Hai, đợi lại. Cái gì vậy? Trời ơi, chú Hai. Vậy? Tôi nói là cản con lại. Rồi đứng im không chịu cản trơn, giờ hư bà cái xe rồi. Tao thấy mày chạy ngon trớn quá, cản lại mày nuốt luôn tao sao? Thiệt tình á. Gì vậy? Mặt nhăn chắc hiền rượu quá. Muốn uống rượu phải không? Rượu nhậu phải không? Nữa, ngộ thiệt luôn á. Con không hiểu sao, cứ mỗi lần gặp con có rượu nhậu à. Cái tướng mày lắc à, tao biết mày thèm rượu rồi. Ủa, mỗi lần con nói chuyện gì là con hay lắc này là chuyện bình thường mà, có gì đâu. Với lại á, chỉ có ai mà nhà có điều kiện, giàu có như chú Hai á, thì mới nhậu hoài thôi. Con nghèo rách mồng tơi, tiền đâu nhậu. Nhậu mà nghèo giàu cái gì? Mày định cà khịa chuyện gì nữa đây? Không, con mới cà khịa. Tên của năm khịa vậy thôi. Chứ ngỡ đụng tới cái chuyện gì là kêu con cà khịa à. Hôm nay con tới đây á là nói cho chú Hai biết, chú Hai sắp bị thị phi đó. Vậy tao làm gì mà thị phi? Ủa chú Hai không biết gì hết hả? Mày nói tao nghe coi cái chuyện gì vậy? Bà con lối xóm nha, xóm trên, xóm dưới, xóm trong, xóm ngoài đang đồn ầm lên khu đất nhà chú Hai á có ma. Cái gì? Ai mà đồn ác ngôn sắc đất vậy? Ủa chú Hai không nghe gì thiệt luôn á hả? Tao nghe tao chết liền đó. Ủa người ta đồn ầm lên rồi luôn. Rồi đồn sao? Rồi có ma rồi sao? Tự cũng nhớ tới cũng còn sợ đó nè. Con đi uống cà phê rồi có người ta kể cho con nghe là khu đất nhà chú Hai bị ma ám, ai đi qua đó
cũng rùng mình, nổi hết da gà, lặn sống lưng luôn. Mà chú Hai biết gì không? Cái con ma đó nó ghê lắm. Cái mặt của nó dài thòn lòn vậy nè. Rồi cái chân của nó á, nó đi á không chạm đất luôn. Mà chưa hết đâu, thằng Đẹt nó đi nhậu về, nó đi ngang qua cái đám đất của nhà chú Hai, nó lỡ nó tè lên thôi, nó bị bắt hồn luôn. Rồi bây giờ hả, đầu óc của nó nửa mê nửa tỉnh, nó nằm ở nhà nó rên rỉ thấy ghê lắm nè. Nghe người ta nói á thì có thể người khác không có tin, nhưng cái miệng mày nói đó là người ta tin á. Đừng có tuyên truyền cái đó, tao cấm mày đó. Ủa gì hả? Người ta kể con nghe sao? Con qua đây cũng tường thuật lại cho chú. Cũng cảm ơn con thôi á, làm giống như con nhiều chuyện lắm á, làm ơn mất oán thiệt sự luôn á, biết giờ không kể cho nghe đâu. Ra thử đi, có ma thiệt đó, con không có tin đâu. Mà nãy nó kể cho con nghe, con thấy ghê lắm luôn á. Bốn người chiều chú Hai ra thử đi, con nói thiệt. Con bây giờ nha, con không dám đi cái đường đó luôn á, con đi đường vòng con về nhà con nè. Nè, nè tao cơ, mà không có tuyên truyền cái vụ đó nữa chưa? Con không có tuyên truyền đâu. Trời ơi, nhà ông Hai có ma bà con ơi, đám đất nhà ông Hai có ma. Không lẽ chuyện đó có thật sao? Kỳ vậy trời. Chú Hai, gì nóng vậy, nước của chú nè, uống ngon miệng nha chú. Cảm ơn. Hello, anh Hai đây, khỏe hả? Trời ơi, đàn ông đàn ai gì mà uống nước cam vậy trời. Cà phê đâu? Cà phê sữa nha, cà phê sữa nha. Chú á, cho một ly đen nóng mà không lấy đường nha. Hết rồi, hết đen rồi. Thuốc? Hết luôn. Trời ơi, quán xá gì mở ra mà khách vô kêu không có gì là kìa sao? Dẹp quán cho rồi bà ơi. Vô duyên quán tôi muốn bán cho ai tôi bán. Trời ơi, chảnh kìa, không làm như cái khu vực này mình mà bán hả? Bà có tin là ngày mai tôi mở cái quán kế với bà không? Mà tôi bán một tặng một bà tin không? Chị Đại mà. Anh Hai. Dạ trời. Thì cười xã giao sao anh khó quá à? Cười cũng được nữa là sao? Người phụ nữ thì tới là mặt phải tươi như hoa. Mặt tôi lúc nào cũng tươi như hoa, cười gặp là cười. Ở đây thiếu gì bàn sống ngồi thì tự nhiên là rồi xâm lấn cái biên cương của tôi. Trời đất ơi, tôi nói cho anh nghe, ở đây đúng là có nhiều bàn. Nhưng lý do gì sao tôi qua ngồi đây là có vấn đề, có công chuyện. Công chuyện lại, gì? Anh ngồi mình buồn quá, có người nói chuyện phải vui hơn không? Đúng không? Chuyện nghiêm túc nghe. Nghiêm túc nghe. Nói đi, con nghiêm túc không? Mỗi lần cái bà nghiêm túc là chỗ đó là có bảo á. Nhưng bảo đâu bảo, đừng có bảo chỗ tôi nghe. Tôi không thích những cái phim quỷ mị hay là lãng mạn gì của Hồng Kông đâu nghe. Trời nói gì trời, nói một câu dễ mít lòng quá trời. Nè, tôi nói thiệt cho anh cái gì nghe. Anh đừng có nghĩ tôi là giang hồ nghe. Tôi là tên Đại, chứ là chị Đại vậy thôi. Chứ tôi ghét giang hồ lắm mà, không thích đen đỏ gì hết trơn nghe. Bây giờ muốn gì nói đi. Thì bây giờ tới công chuyện nói nè, nghe nói anh muốn bán miếng đất đó phải không? Miếng đất mà có cái căn chòi lái đúng không? Thì đúng tôi rồi. Mua. Tôi mua, mà anh biết hồi nào ở đây chị Đại nói một là một, hai là hai. Tôi buôn bán hay mua cái gì cũng vậy, rớp rẻ một giá một, không có trả để cho người ta phải lỗ đâu, đúng không? Thì gia đình tôi có bàn với nhau là bán cái đất đó để chia mỗi người có số tiền để làm vốn làm ăn. À đó, bây giờ nếu bà muốn mua thì, mà tôi nói cho bà nghe cái này nha. Sao? Nhiều người đặt cọc lắm á, nhưng mà chưa đúng giá tôi không có bán. À vậy. Tôi bà thử giá coi được không rồi tôi bán. À. Được giá cái ra công chứng làm luôn. Đúng không? Đương nhiên. À. Nhưng mà tôi nghe nói là anh nói cái giá đó kiểu miếng đất của anh đó có vấn đề. Vấn đề gì? Trời đất ơi, chủ đất mà không biết gì trơn trọi hả? Cái cuộc đất đó ha. Có mà. Ai mà ác nhân thất đức vậy? Đất người ta đang yên lành, giá đất lên dùng dục. Mà tôi nói cho bà biết nha, ở huyện đó định dùng cái khoản đất đó đó để mở một cái khu du lịch gì đó, chứ không phải đùa đâu. Tự nhiên đục có ma vậy là có ý đồ phải không? Ý đồ gì? Tôi nói không khơi khơi mà có chuyện, cái gì có lửa mới có khói, hiểu không? Không nè, không phải một người nói mà rất nhiều người nói, mà rất nhiều người thấy. Ai đồn
ai nói, ai thấy. Trời đất ơi, tao nói thì ghê lắm anh ơi, tôi nói thiệt với anh nha. Tôi nè, người phụ nữ gan dạ nè, tánh tình như là đàn ông phóng khoáng vậy đó, mà dạng dạ không dám đi ngang cái cuộc đất của anh. Tại vì người ta nói phải không, mà sập tối một cái là trời ơi chung quanh đó ha, trời ơi cái bóng trắng đó nghe, bóng trắng bóng đèn nó bay, trời ơi nó bay như là đốm đốm vậy đó. Rồi còn có tiếng âm thanh á, tiếng con nít khóc rồi tiếng con nít cười chạy dở. Ôi trời ơi nói nổi da gà hết trơn hết trọi. Trời ơi trời, thằng đẻ. Sao? Ai biết thằng đẻ chứ thằng đực hai anh em sinh đôi không? Sao không biết? Trời ơi, bị rồi, bị quật rồi. Lý do là sao? Tôi nói cho anh nghe. Tụi nó đi ăn đám này tháng thôi đâu gì không biết. Uống đã rượu rồi cái đi ngang tụi nó mắc tè quá. Giờ hôm đó không thấy nhào vô cuộc đất anh tè một cái trời ơi về cầm luôn. Nằm sảy lai luôn. Không nói năng gì được, uống ớ không, ra dấu không, mà nét mặt nó lúc nào cũng như là thấy cái gì đó. Ừ, trời ơi, nghe tôi nói trời ơi kể nổi da gà trừng. Thôi 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 thôi, đừng có đồng thổ quá mức cái vậy. Nó tè đất mất mơ gì tới đó mà vợ nó. Trời đất ơi, cái ông này ông không hiểu, ông lớn tuổi là ông phải hiểu. Tâm linh. Chuyện tâm linh cũng như là nó tè cái chỗ người ta đang nằm cho nó người ta quở quang. Vậy mà không hiểu sao? Nè, tôi nói anh nghe. Anh nói cái giá mà 10 tỷ cái cuộc đất đó hả? Không có ai mua đâu. Bây giờ nè, chỗ bà con lối xóm, tôi mua anh trả giá một thôi nghe, đừng trả tới ra luôn nha. 5 tỷ. Tôi không bán đâu. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, khi mà đất anh là không có chuyện gì ha, thì bán giá 10 tỷ được. Nhưng bây giờ nó đang có chuyện, mình không thể bán giá đó được. Mà tôi mua, tôi không phải bỏ một mớ tiền nữa. Tôi qua bên Thái Lan á, tôi chuộc một cái bùa thiệt là linh, mà thầy cao tay ấn nghe, yểm một xì bùa vô trong ha, đem gì trứng cái miếng đất đó mới làm ăn được đó. Thấy nói hồi lố rồi đó. Hồi lố gì bây giờ nè, sao có 10 tỷ tôi mới bán, còn nếu mà tôi có bớt á. Bớt nhiều, bớt nhiều. Bớt 100 triệu thôi, để làm giấy tờ, để ra công chứng làm giấy tờ. Ok, quá đẹp. Quá đẹp gì cho anh kẹo thì có 10 tỷ mà anh bớt người ta có 100 triệu mà. Tôi nói cho anh nghe, anh không bán cho tôi, anh không bán được cho ai. Tại vì cái miếng đất đó có ma, không thể nào mua được, không thể nào bán được. Bán cho tôi thôi, hiểu chưa? Người ta đã đặt cọc rồi đó. Ô, sao ta đặt cọc rồi, tại vì ta chưa biết cái chỗ đó có ma. Mà nếu biết có ma, ta sẽ hồi cọc lại. Hiểu chưa? Bây giờ 5 tỷ bán không? Bán không? Dứt khoát là không bán. 5 tỷ lần 1. Bán không? Không. 5 tỷ lần 2. Bán không? Không. 5 tỷ lần 3. Chốt đơn. Bán không? Không có cửa. À, bây giờ không bán cho tôi phải không? Được rồi. Nếu không bán cho tôi thì cái miếng đất đó anh để dành anh làm nghĩa trang luôn đi. Không ai mua đâu. Nè. Gì hết? Mấy cái lời đồn này nè, tác hại vô cùng. Muốn này nọ, cái đồn đất này đất nọ mà. Mà tại sao người ta đồn vậy ta? Tại sao chắc không lẽ là. Alo, chú Hai hả? Trời ơi, chú Hai ơi, làm ơn chú Hai cho con xin lại tiền cọc đi. Dạ. Cái khu đất của chú ghê quá hả? Dạ ghê. Bà con ai cũng đồn chỗ đó có ma. Trời ơi, vợ con này mới bị té lội vào luôn. Thầy phán hả, nếu mà còn mua cái miếng đất của chú á, ngoan cố mà mua á, nguyên gia đình chết hết luôn á. Trời ơi, con lại chú trộn xin lại cọc nha. Thầy ăn cảm ơn chú. Cái gì kỳ vậy trời? Đặt cọc rồi tự nhiên là xù là sao? Hai. Làm gì vậy? Mày làm gì mày làm thế ghê vậy? Bộ tao giống ma, giống quỷ lắm hả? Mà chú Hai ngồi đây bực bội chuyện gì vậy? Thì đó, đồn. Đồn đất có gì? Ma. Ủa, giờ chú Hai tin rồi hả? Thấy chưa, con nói rồi là. Cái gì vậy? Nói sao? Tao nói thiệt với mày đó gan. Ai mà tao nghe ai mà đồn cái đất đó đó, có ma đó, tao biết rồi đó, tao bẻ từng cái răng. Trời ơi, chú Hai, chú làm như con đi kể chuyện đó vậy. Tao cả mày nữa. Nếu mày nói vậy, tao bẻ hết răng mày coi. Chú Hai bình tĩnh đi.
nói thiệt luôn á, là người ta kể cho con nghe, rồi con á, con chỉ đi đồn thôi. Trời ơi, bè bạn bây giờ bỏ nhau hết rồi, chỉ còn có mình con là ở đây thôi đó. Mà bè bạn ở nhà bỏ nhau nữa là xù luôn, khỏi nhóm luôn, rã nhóm luôn. Rã nhóm luôn hả? Gì chú Hai, tự nhiên cứ tan rã nhóm gì hả? Cái nhóm của mình có 4 người, 4 vai vế khác nhau, đây đó cà khịa, họ yêu thương nhau nè, bảo vệ nhau nè, giúp đỡ lẫn nhau nè. Tự nhiên cứ nói tan rã là tan rã sao hả chú Hai? Năm ơi, Năm ơi, Năm, con đâu rồi? Dạ, con đây nè chú. Thôi thôi, làm muốn rớt tim à. Đi ra đây, mày, sao mày làm cái gì mày giống, giống con ma quá vậy? Giống không chú? Giống, sao mà làm vậy chi? Con cố tình làm như vậy á. Gì vậy? Để con ma nó thấy, nó tưởng con là đồng bọn, nó không có bắt con. Trời ơi, mày khùng quá đi, qua đây. Mày sợ mày đi sau lưng tôi đi, mày làm cái gì vậy? Sao mày nhát quá vậy? Chú Hai ơi, đừng đi, mày đừng có rung tao rung theo. Đứng lên, đi. Nhưng mà ở đây ghê quá à. Ghê cái gì? Đứng lên con, không sao đâu, không có gì đâu. Thôi. Con chú còn sợ cái gì? Đi, đi. Thôi, con không đi nữa đâu. Sao vậy? Chú Hai. Cái gì? Thôi, con không đi nữa đâu. Mày không đi, mày về đi. Sao con dám về được? Không về thì đi. Thôi. Trời ơi, mày làm cái gì tao rách quần bây giờ. Chú Hai. Cái gì? Bây giờ con chú về còn kịp á. Con đánh mày chết bây giờ, đi. Vậy chờ con xíu đi. Chi vậy? Chờ con xíu. Sao vậy? Má ơi má, bữa nay con đi mà nếu con mới về á thì má cũng tha thứ cho đứa con mắc kiếu này chưa lấy chồng nữa nha má. Dạ. Trời ơi, mày làm gì mày trăn trối vậy? Chưa sao nữa, biết đâu được bữa nay con đi xong á nó bắt con, rồi sao con về con gặp má con được. Cái gì mà bắt? Má. Bắt ai? Bắt mày hả? Gì đâu bắt? Con chưa kịp lấy chồng nữa đó. Rồi rất cơ thôi đi. Thôi. Tụt quần cái nè. Chú Hai, buông ra, đừng đi mà. Chú Hai ơi. Không đi được nữa. Không đi được nữa. Con ngất rồi. Con ngất rồi. Đi. Đi. Chú Hai ơi. Chú Hai, thấy lạ quá. Cái chân của nó chạm đất hay là ở trên không vậy chú ơi? Mù khói quá mà không biết nữa. Chú thấy hình Hình như chú thấy nó chạm đất mà lúng đất đó con. Nhưng mà ma đâu có đi lúng đất được hết. Đi. Thôi, con không đi đâu, con đi về. Con đi về. Đi, đi. Mày về về mình đi. Thôi, con sợ. Buông ra. Chú Hai làm gì vậy? Đi theo ta, con nghi ngờ lắm. Chú Hai ơi, con sợ. Thì ra là giả phải không? Trời ơi, cái mùi quen quen. Sợ quá nè. Nhắc nữa đi, tôi nghi ngờ lắm mà. Trời ơi, tại sao lại đồn cái khu đất này có ma? Để làm gì? Để ép giá đất tôi phải không? Để không ai mua. Rồi ép giá cái đất này phải không? Con không phải chủ môn. Vậy cha ai? Bà đó. Gì? Bây giờ chị Đại với bà, ai là cái người chủ mưu ra cái chuyện này? Bà có biết là tôi sợ mà tôi tè trong quần luôn không? Trời ơi, hèn chi nó ướt ướt.
thôi bà đừng có giận tôi như chú. Không nói nhiều. Chị Đại là chú ơi. Không nói nhiều. Bây giờ đã biết hết rồi. Quạch tẹt nó luôn đi. Rồi tụi tôi giả ma đó rồi sao? Với âm mưu đó phải không? Âm mưu là đừng ai mua để tôi mua cái giá hờ vậy thôi. Con không dính dáng cái chuyện này. Con nhận có ngày có 1 triệu à. Trời, ý là một lần này thôi, có một lần thôi 1 triệu à, chứ nè, không có ăn chia gì hết. Bà Đại, bà làm như vậy là cái tính lường gạt chiếm đoạt tài sản của người ta. Trời ơi ông ơi, lường gạt gì thì mua bán mà phải gian lận chút xíu, lương lẹo chút xíu thôi. Được rồi, được thì thôi, có gì đâu. Con không biết. Mà khoan nè, còn vụ thằng Đẹp thì sao? Chị Đại với bà, ai là người gây ra chuyện của thằng Đẹp? Nè, không có ai gây ra nghe. Tại vì nó xỉn rồi nó nhậu xỉn rồi nó té rồi vậy thôi. Rồi cái nó sợ rồi nó không có nói được gì. Rồi thôi. Nhân cơ hội đó tôi hô lên luôn. Để cho người ta tin phải không? Vậy đó. Tôi thật với bà đó là tôi nghi ngờ từ ngày ấy là vì ở đây mảnh đất rất là yên lành. Chứ mà sao mấy người này gan vậy? Thấy giờ tao nãy giờ tao muốn chết mà không sợ hả? Đây nè, tôi nghi ngờ. Còn nếu không á là một cây này là mấy người là ma thiệt, nghe chưa? Bây giờ không có nói nhiều, lên công an. Rồi chị Đại mà được thì được, còn không được thì bị bắt vậy thôi. Được đi luôn hả? Bà đi luôn ta. Chị Đại đi trước. Ôi tôi sợ ma. Ủa? Là ba mà sợ ma hả? Đi trước đi. Đi gọi đèn trước đi. Đây nè, gọi đèn đi tôi mới dám đi. Đây mày làm gì nữa? Chú Hai đi trước đi chứ, quần con ướt sao con đi trước được? Trời ơi, tao sợ mày luôn á. Ê, đi cuối cùng ma đó bắt á. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, yeah. Là con gái thật tuyệt. Ô mưa Phật ạ. Gì vậy? Ù chà. Gì má? Ai biết đâu. Về. Chọc gì má à? Khùng á, chọc gì? Gì mà chửi tao khùng mày? Khùng giá. Dạ là tao thấy cái mặt mày vô tri lắm nha. Cười rất là vô tri nha. Nó dám chọc đầu. Vậy thôi được không? Tâm sự thân quá hả? Nói thiệt luôn á, tôi nói khổ lắm. Không có con á là khổ cách khác, còn có con khổ gấp đôi. Ai làm gì má đâu má khổ trời. Khổ chứ. Thì xấu hổ nữa. Người ta đi ra chợ á, dắt con theo thì con nó xách đồ. Còn tôi hai đứa con, ngày hôm nay tôi dắt nhỏ này, ngày mai tôi dắt nhỏ này, mà lúc nào má cũng phải na cái vỏ đồ. Rồi xong rồi na thêm cái nón, không có đứa nào mà tôi nói phụ hợ được cái gì hết. Không có nghe, không có sáu ngàn sách nặng nè. Hôm bữa là con đi chợ với má ha, là con sách phụ má nó chứ gì, tại má mua nhiều quá phải sách tiếp má đó. Hay quá, tôi chỉ sách nguyên một cái vỏ đồ gì mà sách được cho má được bó rau. Hay ghê, hay thấy sợ. Mà nói thiệt luôn á, cái chuyện đó không đáng đi. Coi như ta là mẹ đi, ta hy sinh vì con đi. Nhưng mà con cái phải hiểu tấm lòng cha mẹ chứ, lớn rồi, nuôi 30 mấy năm rồi. Sao vậy, không làm ơn lấy chồng giùm tôi một cái đi, cơm gạo đâu mà nuôi hoài. Ủa? Thấy không, người ta ra đường á, người ta bây giờ làm bà ngoại. Còn tôi thì sao? Trời ơi, nuôi hai con vịt đời. Nó thì tụi bay giống như là hai cái hũ mắm mà tao che đầu giường vậy đó. Hiểu không? Nè, cỡ mày ha, con người ta học cấp 2. Hiểu chưa? Mệt má quá à. Nói chung á là con á, con không có thích lấy chồng. Con còn muốn đi chơi. Thôi má, má 30 tuổi rồi má. Má không phải trẻ đâu mà đồ đi chơi. Má nói đúng. Bà ế quá lâu rồi, nó nghe nè. 30 năm mà ế tận 30 năm không một ai ngó là cái này là nghệ thuật nha, không phải đơn giản đâu. Hiếp. Nghệ thuật cái gì? Nè, mày nói tao hay quá ha. Mày coi lại mày đi, nha. Sao? Mày cũng già cái đầu rồi, ăn ngủ suốt à, không có làm được gì hết trơn á. Trời ơi, dù sao tôi cũng bỏ xa chị mấy chục mối tình nha chị gái. Trời ơi. Đỡ hơn mấy người tới giờ còn chưa biết nắm tay là cái gì. Ủa kệ tôi. Ủa tôi nắm tay chi rồi tôi cũng mấy chục mối tình như mày. Thôi. Hay quá ha. Trời hãnh diện dễ sợ luôn á. Đứa thì kêu thích ở mình vậy cho trai thèm chơi, còn đứa thì mấy chục mối tình dắt dài. Rồi rốt cuộc con nào hốt không? Không hề. Nha, không hề. Nói tóm lại, bắt đầu từ ngày mai má sẽ kén chồng cho hai đứa tụi con.
phải. Bây giờ mắc kén đi. Bây giờ mắc kén được chồng con thấy ngon ngon là con vô liền. Làm ơn tém cái nết lại giùm má nha nha. Còn con này banh cái nết ra, đừng có tém quá. Để con nói cho mẹ nghe, tâm hồn này vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên Trinh còn muốn đi chơi. Tú chán mà không tao muốn phóng cái bình trà vô mặt nó đó. Xong. Chuẩn quá, chuẩn quá. Nhà có hai đứa con gái chưa chồng cần tìm rể, trai chưa vợ xin mời ứng cử. Trai có vợ mà ly dị rồi cũng được. Tại sao mình ngu quá ta? Mình không để là trai chưa vợ chết vợ cũng được. Không được, xui lắm, xui lắm. Vậy đi, già trẻ bé lớn miễn đủ tuổi là được. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ ra ngoài đón trai cho con. Để chị Dính trước, chị sửa trước. Thôi chị kỳ quá đi gai coi cho em. Chị sửa trước cái đã. Chị kỳ quá. Mỗi đứa sửa chút xíu nha. Ok, có gì. Bỏ cái này luôn hả? Ê. Đứng, giữ nguyên hiện trường. Tịch thu tan vật, đóng nắp viết lại. Rồi đây. Đứng đằng sau tấm bảng. Giữ nguyên hiện trường, tịch thu tan vật. Sao các con? Má làm gì không vừa lòng hai đứa hả? Dạ, không có má. Có ý kiến gì để phản đối má không? Dạ không, tính thêm vô thôi. À thêm mà hả? Dạ. Không sao. Má thấy tụi con có đầu óc sáng tạo cũng như là có cái ý chí để mà giống như là mình có cái chính kiến của mình đó. Dạ. Tốt, má không la. Dạ. Hai đứa vui vẻ cười lên. Dạ. Nhìn thẳng về phía trước. Cười lên. Tao nói cười. Chờ má chút nha. Hai đứa cầm giùm má cái này đi. Cái gì á má? Cầm đi, bớt hỏi đi. Cái gì á? Thôi vậy này cầm nè. Xong. Đọc đi. Đứng thẳng vô. Má. Gì? Đứng vậy nó mới vô hướng mũi tên nè. Ừ thì đó, đứng sau là ngay mũi tên là được. Dạ. Rồi các con để cái mặt vui lên. Vui lên, cười lên. Cười cho người ta thấy hàm răng luôn. Cười. Cười nha. Cười. Cười nhe răng ra, nhe răng ra, đúng rồi. Nhìn thẳng về phía trước đừng nhìn má. Đó. Đứng đây tới chừng nào là có người tới cưới thì mới thôi nghe chưa? Hả? À, chào hai em. À, anh chào em. À, chào. À, anh chào em. Kiếm ai ạ? À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tới, con của cô Sáu bán cá ngoài chợ. À, tôi nghe đồn là ở đây đang kén chồng, cho nên là tôi là chồng tương lai của hai em đây. Không có kén gì hết trơn á. Không có kén chồng, kén cây, kén ghế gì đây. Đi về đi. Ủa mắc gì không kén chồng, vừa thấy ghi cái chữ kén chồng rõ ràng. À, biết rồi, chê tôi đúng không? Chê tôi ốm đúng không? Nè, ốm thôi, mình dây vậy thôi. Khỏe lắm. Khỏe? Khỏe, cường tráng lắm á. Ốm gì vậy? Ốm vậy thôi, nhưng mà sức khỏe tốt. Ừ, à, chừng nào tốt? Thì hơi bệnh tí xíu thôi, gì đâu. À, là đang bệnh đúng không? À, thì nói chung là tại vì tôi chỉ bệnh những cái ngày gầm thôi, còn những ngày thường thì tôi khỏe. À, vậy chừng nào khỏe để quay lại nói chuyện. Thì bây giờ tôi khỏe nè, tôi đang đi vô làm chồng hai em đó. Tôi nói là không có kén chồng gì hết trơn á. Tôi không có thích mấy người mà bán cá. Tôi ngày xưa tôi ăn cá tôi mắc xương mà tôi không có thích cá. Đúng rồi, tới lớn á tôi ăn cá tôi thấy nó bị tanh lắm, tôi không thích ăn. Nói chung là nếu mà hai em không ăn cá thì nhà anh bán cá giàu mà. Giờ anh bán cá
xong rồi anh có tiền anh mua thịt cho hai em ăn. Thì nếu vậy thì anh sắp xếp như vậy được không? Nếu mà bây giờ tới đây về không thì cũng kỳ. Thì thôi tôi xin phép cưới luôn cả hai em. Cả hai em? Khó quá đúng không? Nếu vậy thì tôi sắp xếp như vậy. 2-4-6 em ở với tôi, 3-5-7 em ở với tôi. Còn chủ nhật thì mình đi chơi chung. Thôi đi chơi chung. Chơi chung. Ủa cho hỏi là bộ sao cười vậy? Hiểu hiểu. Ok, cười nhau hiểu không? Là ế quá đúng không? Gì? Thì là ế quá thì tôi vô tôi làm ghế tôi lấy luôn hai em. Cái gì? Cái duyên kìa. Cái duyên gớt quá ra lụm đi. Ủa? Cái mắc gì phải đi ra lụm? Có hờ có hê có duyên chết liền mà. Nè, bởi vì tao nói rồi, ế là đúng lắm. Cái duyên của hai người phải đi ra lụm mới đúng. Tôi mắc gì tôi phải lụm? Trời. Ồ. Trời. Ê. Đứng lên. Nè. Anh quá đáng lắm rồi nha. Anh lão cá lắm rồi nha. Đây. Đúng là ế là đúng rồi. Quá vô duyên. Trời, không. Vô duyên không? Vô duyên không? Từ. Gãi bánh. Ôi. Gãi đi. Ê. Cái này không được rồi đó. Xí nha. Gì? Má mà biết tôi với bà mà đi đuổi người ta vậy là má quýnh hai đứa mình bằng mặt luôn á. Ủa quýnh gì vậy không chịu đuổi nữa hả? Trời đất ơi, nó sỉ nhục mình vậy không chịu đuổi nữa hả? Ha. Ê, dù gì mình cũng là con gái mà ta. Thì bởi vậy, trời đất ơi. Kỳ vậy? Tao tự nhiên cái gã bán kiểu này vậy? Không được rồi đó. Ba, hai. Nghe lời chị hai. Dẹp cái này đi. Trời đất ơi, đứa nào? Đứa nào dẹp mất hai cái bảng này của má rồi? Tu, Trinh, ra đây biểu coi. Tu đâu rồi? Tu đâu? Biểu. Tu. Mày nói cho má nghe, đứa nào dẹp hai cái tấm bảng của má? Con không biết. Ở nhà để má tin tưởng con nhất. Trinh. Dạ. Ai dẹp hai tấm bảng của má vậy? Dạ. Ai vậy con? Dạ. Ai vậy con? Dạ. Là ai vậy con? Là con nè. Trời ơi, trời. Mày dẹp hai cái tấm bảng hàng kia, tao đứng ra ngoài cả buổi trời không thấy ai vô đây hết trơn. Trời ơi má, con lại má luôn á. Má đừng có gã bán hai cho em con vậy nữa được không? Sao được con? Trời ơi, con ơi, mình lớn rồi mình phải lấy chồng chứ. Con làm như vậy á, con biết không? Bà con hàng xóm láng giềng dè biểu má nói má đẻ ra nuôi lớn mà không có biết dạy tụi bay. Thiệt má nhục nhã lắm. Thôi mà má, dù sao hai chị em con cũng gái đẹp bộ, phải đơn giản đâu mà má để như vậy nhục dạ. Chết luôn à. Cái gì? Nhục? Con thấy nhục lắm hả Trinh? Nhục lắm má. Nhục lắm hả Tú? Nhục. Dạ. Trời, không có cái nhục nào mà nhục bằng cái nỗi nhục mà mình lớn tuổi, mình già đầu 30 mấy tuổi rồi mà không lấy được chồng á, con hiểu không? Một mình nuôi hai đứa tụi bay lớn khôn vậy tới giờ muốn giựt vợ gả chồng mà không chịu. Thiệt, bây giờ mặt mũi nào mới muốn tao xuống dưới tao gặp ổng thôi để tao chết đó. Má, mày xin lỗi đi. Bà làm nó hôm nay bà gan quá trời luôn, mà cãi má luôn mà. Tao chui xuống đất tao chết. Thôi mà. Không gì nó nhục nhã lắm. Thôi tụi con cứ cố gắng làm cho má vui mà má đừng có buồn nữa nha má. Giờ sao vui không lấy chồng chết luôn cho rồi. Má ơi. Sao? Đẻ con ra nuôi con lớn lên mà nó không chịu lấy chồng. Bây giờ vậy làm sao? Chưa có đủ. Đó, vậy là má sống tiếp với hai đứa. Ông ơi, tôi vô thắp nhang cho ông nè. Đứng đây nha, chừng nào có chồng tính nha con. Xong. Hay quá các con ơi. Ngày hôm nay dứt khoát là phải có người tới đây lấy hai đứa. Má ơi, má kén chồng gì ghét má làm như là hả tuyển nhân viên vậy má. Ừ. Ủa bây ngộ quá. Hôm nay không có người nào lấy. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hôm nay má viết chữ đẹp, má thấy cảm giác con người má sảng khoái lắm. Có nghĩa là má sẽ kén được một thằng rể quý, hiểu chưa?
Trời ơi, mới kén được rễ quý chắc nằm mặt trời một đằng tay á. Con gì ai vậy? Không có biết cái gì hết, nói tầm bậy bạ xui xẻo phun nước miếng nó lại. Bậy, mất vệ sinh. Má nói chơi thôi, con gái còn phải tém cái nết lại con. À, má còn thiếu cái gì ta? Má vẽ thêm trái tim được không? Trời ơi. Ở bên đây thêm trái tim. À. Ôi, ôi. Ôi, nó tươi quá con ơi. Chắc chắn hôm nay sẽ có rễ quý tới. Dì ba, dì ba. Dì ba ơi. Ơi, ơ. À, các con. Dạ, à, chào xin con. Lỗi. Phải đây là nhà dì ba không ạ? À phải, tôi là chị ba đây. À, chào hai cô. Dạ. À, thì tôi đến đây là tại vì qua cái lời giới thiệu của bên cô Tám á. Cô Tám? Dạ. Cô Tám. Cô Tám nào ạ? À? À dạ, không biết à. Cô Tám nhà của nên có anh là chú Năm với lại dì hai đó. À, nhà cô Tám. Dạ. Có quen biết với chú Năm với lại dì hai. Dạ. Là ai vậy? À, thì... bên cô Tám kêu con là qua bên nhà của dì ba. Tại dì ba là đang muốn kén rễ. Đúng rồi, đúng rồi, đang kén rễ. Dạ. Chẳng hay cậu lặn lội. À, không phải đi đâu, hồi nãy tôi thấy như cậu lăn qua phải không? Dạ, không phải lăn đâu ạ. Tại vì thấy vậy thôi chứ tướng con cũng nhỏ hơn dì mà. Con. Dạ. Năm nay là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ thưa dì là con được 42 tuổi rồi. Trời. 42 tuổi. Dạ. Ôi má ơi, 42 rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Còn nhỏ hơn má. Còn nhỏ hơn má 42 mà chưa lấy vợ là cái gì lắm á nha. Mấy đứa ngộ quá. Chưa lấy vợ mới lấy tụi bay. Dạ. Bây giờ con cho dì hỏi nè. Con có thể trình bày cái sơ yếu lý lịch của con. Dạ, con tên là Ba Đực. Ba Đực. Dạ. Nhìn là biết Đực rồi. Dạ thì nói chung là tại vì cuộc sống của con á dì là con cũng lang bạc kỳ hồ lắm. Nói chung là con cũng đi làm công việc như là phụ hồ. Ai kêu làm gì làm đó. À dạ. Dạ con sống tình cảm nội tâm lắm. Vậy chẳng hay là cuộc sống của con là trước đây con đã từng có người yêu hay là có những cái mối tình bắt vai nào chưa? Không, trời ơi, làm sao mà có người yêu được. Trời ơi, 42 tuổi là mình làm con đâu có ế đâu. Con đẹp trai mà. Đúng không? Dạ, con đã trải qua ba đời vợ rồi. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Không sao. Không, bên này có nói là thí dụ có ly dị vợ thì không sao mà, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Con ấy mà. Trong cái phụ lục nó có con. Đúng rồi. Con có ba đời vợ và con cũng đã xử lý hết xong hết ba đời vợ rồi, ly dị. Đời vợ thứ nhất của con như thế nào? Sao ly dị vậy anh? À, ly dị là tại vì nói chung là có những cái yếu tố nó cũng phức tạp lắm. Ở chuyện gia đình mà. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đời vợ thứ nhất thì nói chung là đợt đó là tôi về là tôi đấm vào trong hai con mắt nó bị đau là vì sao? Thứ nhất là do nó không chịu ra làm ruộng mà nó cứ tối ngày ở nhà làm móng tay móng chân này nọ, không chịu nấu cơm nấu nước. Tôi về nói quá nên dì ba cũng đập vô trong mắt nó, đập mà nói chung là quá tai tệ. Nói chung là có nhậu xỉn chút xíu mình về mở tay đấm vô hai mắt nó. Về mà vậy thôi mà nó đòi về trở về nơi sản xuất thì ok, mình về thì cho mình về luôn vậy thôi, chia tay ly dị là đời một. Còn đời hai thì nói thẳng ra là mình không có đánh đấm gì hết, không đánh đấm đó, vậy mà nó cứ đi tắm ao. Tắm ao mà nó xích ra tắm ao, tắm ngoài ao á. Rồi sao con nói rồi. Trời ơi, đàn bà, con gái, phụ nữ mà đi ra tắm ao mà tắm với mấy đứa con nít rồi. Trời ơi, nó còn gì là thể thống nữa. Trời ơi, tắm như nít mà đâu có sao đâu. Mà chuyện tắm ao người lớn mới sợ chứ. Không. Tại sao? Tắm với mấy đứa con nít mà tại sao lại tắm với mấy nít lại không ôm mấy đứa con gái mà lại ôm mấy đứa con trai là sao? Thì nhiều khi nó muốn lấy cái vía để nó đẻ con trai. Không, lấy vía cái gì? Với con là chuyện bình, cái đó không phải là bình thường được. Trời. Tại sao là không ôm mấy đứa con gái mà lại ôm mấy đứa con trai là không được, chứ con được. Thằng con chấn nước là xem lần đó là xem chết rồi. Con trở về nơi sản xuất luôn. Dạ, còn đời thứ ba thì á là lúc mà kêu con mua tô cháo lòng về cho ăn đó. Tự nhiên ăn cho đã xong cái kêu anh. Anh. Dồi đâu, mua thiếu dồi. Cái dồi đó. Cục thịt dồi. Dạ, cái con ra con mua dồi thì dồi hết rồi con mua cục phèo về. Tự nhiên cầm cục phèo nè, ông ăn đi. Ông ăn giọng nhét trong họng con vậy đó. Trời, phụ nữ nóng tánh quá. Như vậy là đâu có được. Con mới chỉ có chịu đơn giản nó cầm cái tô con hất nhẹ vô mặt thôi. Con chỉ nói là có nghĩa là con đang cầm như nè, con đang cầm thí dụ như cầm đâu đi. Thí dụ như cầm cái tô. Cầm cái tô. Đó cầm cái tô như nè. Chửi đi, ông ăn đi. Ông ăn đi. Đồ tạt đi mặt con, cái con đâu có làm gì đâu, con lấy cái tô còn lại đó con này mẹ ăn phụ cho đi ra. Con ơi, cháo nóng mà con làm gì chết chứ rồi. Nó phun vô mặt con đâu được. Nó phun vô mặt con mà con nhịn đâu được. Rồi bé con nóng hổn lắm luôn á má. Thì dạ. Đó, cháo nó nóng dai mà nóng hổn rồi bây giờ. Đó, đợt đó con bị phỏng lưỡi rồi, bị phỏng nguyên gương mặt rồi. Nói chung là cũng về lại nhà sản xuất vậy thôi xong. Má ơi, chết rồi.
Dạ thôi dì ba cũng bình tĩnh, đó là cái chuyện đã qua của con rồi, cái quá khứ rồi. Và khi con đến đây thì con thấy hai bé rất là dễ thương. Dạ nói chung là được, và cho con cưới luôn hai bé cũng được. Để má cái gì cũng vậy, từ từ dục tóc bất đạt. Xin lỗi con. Dạ. Thật sự ra thì ngày hôm nay là ngày đại hội kén chồng. Nó đó, con tới đây là gì đó mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Con gà nhà dì nó hình như nó cũng không có ưng lắm. Ưng cái vụ này nè. Dạ. Nói chung á là dì thấy là con cũng dễ thương, đẹp trai, cũng không có cao. Đó. Trời ơi, cho phép con kêu bằng má luôn nha. Tại vì sao biết không? Tại vì rất là nhiều bà đó coi con, nhìn con cho đã xong nói mày lùn như vậy là tao không thích mày. Nhưng mà má là dành cái từ ưu ái với con là con không được cao. Con cảm ơn má. Đúng rồi, con không được cao. Dạ. Con thấp về mặt ngoại hình. Ê, hồi hồng, tôi tán. Hồi hồng, ôi chị. Đúng rồi. Thôi con, mình cái gì cũng từ từ con ơi. Đâu phải là của để muốn. Dạ không, thì trước sau cũng là của con nắm. Dạ không, giờ con nắm không, con nắm đỡ má đi. Không được đâu, con đâu ra đó đàng hoàng. Rồi, vậy đi. Con không có được cao. Dạ. Con thấp, nhưng mà con thấp về cái mặt nhận thức của con luôn. Con hiểu không? Gọi là mấy lùng á, lùng nhùng á, hiểu không? Má lùng, thấy... lùng mà còn nhùng là sao ạ? Là lùng nhùng lùi nhùi á, con má, hiểu không? Má. Không. Cái cách đối xử với con về phụ nữ như vậy là dì ba không có chịu, không dám nhận từ má nha. Nên dì ba quyết định là dì ba không gả con gái cho con. Bởi vì á, con gái của dì ba tuy là nó có hơi luống một tí, nhưng mà nó cũng là con gái còn nguyên, xinh đẹp, không nết na nhưng mà cũng cao ráo chứ không phải là lùng nhùng. Con nhìn cái gì ạ? Má ơi, con đứng im đó đi, má cũng thấy sợ nó lắm. Nhưng mà dì thấy cũng không có nên gả cho con ha. Nên thôi xin mời con về cho. Thôi đi ra nè con má. Rốt cuộc là không gả hả dì ba? Không, con tôi nuôi lớn, tôi cho ăn cho học, rồi bây giờ tự nhiên cưới nó về đầu hôm sớm mai bắt nó đi cày ruộng, rồi bắt nó tắm ao đè nó ra quýnh, rồi kêu ăn tô cháo, ập nuôi tô cháo vô mặt nó đâu có được. Con gái của dì nó luống một tí mà dì thương, hiểu không? Ủa sao cô tá mà nói kỳ vậy ta? Bà nói là qua đây đi, rồi rốt cuộc là thế nào cũng có vợ, mặc dù tướng mày dòm nó thấp thấp nhưng mà mày qua đây chắc chắn là có vợ. Rồi qua đây dòm thấy hang mắm này thấy có đâu gì đâu hay trời. Trời ơi nhìn giống như con giống tâm thớt. Con thì trời đất ơi hai cái môi bờ môi nhìn trời đất ơi thì. Vậy ca nè. Vậy ca. Bây giờ muốn lấy á, lấy tôi nè. Bà giá mà được không? Ở đó phải lấy cỡ này thôi. Dạ không được đâu. Nói chung là mỡ không thể nào đụng mỡ được, tại vì nếu mà mỡ đụng mỡ là sẽ bị mỡ trong máu. Dạ không được. Vậy bây giờ mời về cho. Còn nếu không về, con. Dạ. Đóng cửa thả chó tiễn khách. Thôi, nó nghe nè, để tôi về. Cô Tám ơi, con không thích bên này nữa nha. Vậy đi. Trời ơi, hai đứa. Ôi, sợ quá má ơi. Không, bây giờ má thiệt sự là má xin lỗi tụi con. Sau cái chuyện này là má sáng mắt ra rồi, hổm rày má cũng biết má sai. Nhưng mà má nghĩ là thôi muốn gả cho mấy đứa. Mà má thấy là cái thằng kia thì nó đánh giá tụi con, làm tụi con xấu hổ, hạ thấp cái danh dự của mình. Còn quỷ này nó không có biết trân trọng phụ nữ. Mà nếu mà gả tụi con mà đi như vậy á, khổ đời tụi con. Dạ. Thà để tao nuôi bay thêm, còn vụ kén chồng dẹp luôn. Ủa má, dẹp. Má. Dẹp hết. Má, không kén nữa má. Khỏi có kén cái gì hết trơn hết trụi á. Xích ra coi. Má ơi. Từ rài sắp lên. Cứ là hũ mắm treo đầu giường của má, hiểu chưa? Má ơi thiệt không má? Má. Con ơi. Ủa gì ba đâu? Trời ơi. Tôi sợ luôn á. Hồi nãy bà nổi nóng lắm, dạy tôi nói chuyện kiểu đó tôi sợ lắm á. Tôi nói thiệt, hồi đó giờ tôi có ăn có học mà. Mà hên đó nha, vợ tôi không biết á, vợ tôi mà qua được cái bà giết luôn ba đứa luôn á. Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm á nghe. Mà nó nghe nè. Dạ. Nghĩ sao á, hai cô đẹp mà dễ thương vậy mà để cho má bà làm cái từ cái bản kỳ vậy. Đài biết tại vì má sợ tôi ế á. Tôi nói nghe nha, ế hay không là do bản thân mình thôi. Tự bản thân mình với là duyên là do trời định. Chứ bây giờ mình có muốn cỡ nào cũng không được đâu. Thôi, nó nghe nè, tôi giúp vậy thôi nha. Giờ tôi về à. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nhiều nha. Rất là chào chị ba. Má về.